Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh liên xã Báo Đáp, Tân Đồng, huyện Trấn Yên tổ chức gặp mặt truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh liên xã Báo Đáp, Tân Đồng, huyện Trấn Yên đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 62 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh. Với 60 hội viên, năm 2020, hội đã phát huy tốt phẩm chất của người lính Cụ Hồ trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hỗ trợ địa phương hoàn thành chương trình tổng rà soát các đối tượng chính sách, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, nhiễm chất độc da cam dioxin, hộ nghèo. Hội cũng đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hội viên nghèo về nhà ở, tổ chức tiếp nhận và trao quà cho các gia đình chính sách, tổ chức mừng thọ cho các hội viên cao tuổi. Năm 2021, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh liên xã Báo Đáp, Tân Đồng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng và làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, tăng cường vận động kêu gọi tài trợ, tập trung xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hội viên, nâng cao đời sống cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.